Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành. Tại lễ phát động, đồng chí Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương thuộc các tỉnh Bắc Bộ bị thiệt hại nặng nề. Để hỗ trợ khắc phục thiệt hại, ngân sách tỉnh Bình Thuận đã chi 2 tỷ đồng giúp đỡ cho nhân dân tỉnh Tuyên Quang là đơn vị kết nghĩa với tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, bước đầu trích 1 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai và chuyển vào tài khoản của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp cho bà con các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất cho các gia đình bị thiệt hại do bão lụt, đồng thời thực hiện kế hoạch số 930 ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động ủng hộ và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia đóng góp, tiết kiệm từ một ngày lương, kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, tập thể, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nhường cơm rẻ áo, tùy theo khả năng điều kiện của mình tham gia tiết kiệm, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại lễ phát động, với tinh thần chủ động, tích cực, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đã tham gia ủng hộ trực tiếp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm rẻ áo, kịp thời chia sẻ tình cảm, ủng hộ mọi nguồn lực, động viên nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ với mức tùy theo khả năng và trên tinh thần tự nguyện. Thời gian tiếp nhận từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024. Hình thức tiếp nhận nộp về Quỹ cứu trợ tỉnh Bình Thuận. Tên tài khoản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Quỹ cứu trợ, số tài khoản 37610905353910049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận. Nội dung, ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Điện thoại 02523829318, fax 02523822174. Trước thiệt hại nặng nề mà nhân dân một số tỉnh phía Bắc phải gánh chịu bởi cơn bão số 3 gây ra, trong chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức quyên góp ủng hộ trong toàn thể cán bộ công chức của đơn vị. Nhằm góp thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chung tay góp sức ủng hộ về tinh thần và vật chất để giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ vượt qua khó khăn. Sau nội dung phát động, lãnh đạo ban cùng cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Linh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương, các cơ quan ban ngành, mặt trận, đoàn thể của huyện đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Cũng trong sáng nay 11 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dành cho đồng bào bị thiệt hại miền Bắc những tình cảm thân thương nhất và giúp đỡ bằng những hành động thiết thực nhất, phát huy tinh thần nhường cơm sẻ áo, người có ích góp ích, người có nhiều góp nhiều, riêng mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nên giúp ít nhất một ngày lương. Người lao động giúp một ngày thu nhập để chung tay cùng đảng và nhà nước hỗ trợ đồng bào miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngay sau nội dung phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể địa phương đã quyên góp, ủng hộ gần 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuyển vào quỹ cứu trợ của tỉnh để gửi đến đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tại các tỉnh miền Bắc. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra đối với các địa phương thuộc các tỉnh Bắc Bộ đang rất đỗi nặng nề. Hàng trăm người chết và bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, bị ngập trong nước, nhiều hecta lúa, hoa màu, cây ăn trái và rừng sản xuất bị thiệt hại nghiêm trọng. Cơ sở vật chất, hạ tầng một số địa phương bị hư hại nặng, nhiều địa bàn bị chia cắt, các khu vực dân cư bị cô lập dài ngày. Cuộc sống của hàng ngàn người dân trong vùng lũ vẫn đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng tinh thần lá lành đùm lá rách, nhân dân Bình Thuận mong muốn gửi một chút nắng ấm phương Nam cùng chung tay góp sức để giúp đỡ nhân dân các tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua báo chí đã đăng về tình hình mưa lũ tại cái khu vực phía Bắc cũng như là các bản đang bị vùi lấp thì cũng muốn một cái tấm lòng gửi về miền Bắc. Tụi em sẽ mở điểm tiếp nhận đồ lương thực cũng như quần áo ấm và nhu yếu phẩm này gồm có những cái thuốc bôi da và những cái thuốc cần thiết. Lá lành đùm lá lách. Qua đây thì cũng kêu góp phần nhỏ công sức của mình thì một ngày công đóng góp ở ngoài miền Bắc. Chung tay và đưa những cái thư ngõ lời kêu gọi để ủng hộ cho miền Bắc, rồi cũng đang kêu gọi những chị em phụ nữ trong khu phố và ngoài khu phố và trong tỉnh để cùng nhau góp sức